Ủa, về đâu sớm vậy? Vô sáng gì vậy? Anh nó ngon quá, nhưng mà em phải đi họp rồi, trễ giờ rồi. Gấp có dễ hả? Thôi vậy đi, cả trễ. Vậy anh đi nha. Cái gì mà thở dài vậy bà? Thì bà biết rồi đó, mấy bữa nay lương còn chưa thấy đâu, chậm 2-3 ngày rồi đó. Tăng ca thì nhiều mà chả thấy lương đâu, chán thiệt chứ. Thiệt đấy chứ, tôi còn biết bao nhiêu đồ để sắm mà giờ không biết tiền đâu cả mình. Ê bà, tôi nghe nói á, chủ tịch mình á, vừa đẹp trai nè, ga lăng, nhà giàu mà thông minh nữa. Đặc biệt nha, IQ đến 200 lận á. Ghê hả? Ê mà này, anh có vợ chưa dạ? Có vợ rồi. Tiếc rồi, Hoa có chủ luôn rồi hả? Thôi, không sao, có chủ cũng được. Miễn là lần này về đây mong anh hiểu tâm lý của mình, trả lương đúng hạn một chút là tôi mừng lắm luôn rồi đó. Tao hy vọng là vậy á. Ủa, ê mà này, chủ nhật này qua nhà tao làm bữa tiệc đi, mà nhớ rủ anh Hiếu luôn nha. Biết rồi. Mày á là chuyên tật quên, với lại mai nhớ qua nhà tao đi sắm ít đồ á. Ok, bà già khó tính. Ê, nãy giờ mãi buồn, hết giờ làm rồi má ơi. Thôi để tao tắt máy đã. Ừ, tạm tắt luôn, đi về đi. Ê, về nè má. Thôi, sao rồi chị? Alo, chị nghe. Rồi, chị biết rồi. Anh, chút nữa có hai đứa em với hai đứa cháu qua chơi, ăn cơm nhà mình. Ừ, vậy á thì giờ để chồng đi chợ cho. Được không? Anh không ngại sao? Trời, ngại gì? Bây giờ giờ biết hết những gì mà cần mua đi, rồi cho chồng đi chợ. Giờ ở nhà dọn dẹp nha. Ừ, để em biết chế cho chồng. Ừ. Tôi xin lỗi cô nha, tại tôi vội đi chợ cho vợ tôi quá nên tôi lỡ chúng cô. Cô có sao không? Tôi thì không có sao, nhưng một câu xin lỗi của anh là xong đó hả? Anh có biết cái đôi giày của tôi mua bao nhiêu ngàn đô không hả? Tôi không có cố ý mà, tôi đã xin lỗi cô rồi. Sao mà cô làm quá luôn quá vậy? Bây giờ đôi giày cô bao nhiêu tiền? Gì? Anh tính đền hả? Tôi nghĩ anh không đền nổi được đâu. Cho dù vợ anh có đưa tiền chợ cả tháng cho anh á, cũng không đền được cho bạn tôi đâu. Cô sao? Đàn ông đi chợ chẳng làm được cái gì to tát đâu. Mấy người á, đừng có sỉ nhục người khác như vậy. Đàn ông đi chợ có gì xấu hả? Gắng về nhà mặc váy vợ cho tốt, bán vợ cho tốt vô nha. Mấy người quá đáng lắm rồi đó. Ủa, tụi tôi quá đáng sao? Anh tưởng mình ngon lành lắm hả?
Thôi, coi như là bố thí đôi giày đó đi bà. Mắc công á, ổng có tiền đi chợ, rồi giờ ổng đạp ổng ra đường. Đúng rồi, về gắn á, bán váy vợ cho tốt, nhặt rau cho xanh vô, không là bị đuổi ra khỏi nhà đó, nghe chưa? Nghe chưa? Thôi đi chợ tiếp bà. Ừ. Ê bà, hôm qua bên nhà bà vui quá. Dĩ nhiên, mà công hiếu anh họ của bà pha nhiều trò ghê ấy. Thật, tôi không cười không được. Thì tính tình của ổng nào chả hài hước, không ai mà không thích ổng được hết á. Mà nhắc mới nhớ, tôi mèo từ lúc tôi mới vô công ty luôn đó. Nè, có cần tôi làm mai ổng cho bà không? Con quỷ. Mà này, vui thì vui thật đấy, mà tôi vẫn bực cái đôi giày của tôi ghê luôn á. Thôi, chấp dĩa thằng đàn bà đó. Ờ, đang vậy. Thôi, để giờ tôi lên mạng coi còn đôi nào tôi mua lại vậy. Tốn tiền quá. Mời vào. Chào hai cô. Chào. Trời ơi. Nhỏ oan gia ngõ hẹp mà. Bộ anh tính đến đây xin việc làm hả? Mà cái loại người như anh á, chắc chắn không có cơ hội vào làm việc công ty của tôi đâu. Hai cô quá đáng lắm rồi đó. Trong giờ làm việc á mà hai cô dám làm việc riêng, lãng phí thời gian của công ty. Công ty này á thật là quý tiền để thuê hai cô đó. Trời. Sợ quá à. Anh có quyền gì mà lên mặt với tụi tôi? Đúng rồi đó. Ở đây á không có chỗ cho anh lên tiếng. Anh đi ra ngoài cho tôi đi. Đúng rồi đó, đi ra ngoài đi. Nếu bây giờ tôi bước ra khỏi cánh cửa này thì ngay chiều nay hai cô sẽ nhận được thông báo nghỉ việc. Bà có nghe nói gì không? Ôi sợ. Bà đập dọa tụi tôi đó hả? Biết giám đốc ở đây là ai không? Là anh họ của tôi á. Đừng có hầu mà dọa tụi tôi nghe. Đúng rồi đó. Gớm nữa. Trời ơi, nhìn cái bản mặt kìa. Anh hiểu vô mày. Dạ, em chào chủ tịch. Dạ, xin lỗi anh em đến trễ. Cái gì? Anh có nhầm không vậy? Nhầm sao được mà nhầm. Lần nào đi họp anh chẳng gặp. Hai đứa làm chuyện gì sai rồi đúng không? Em xin lỗi anh. Chào chủ tịch. Nếu tôi á là một người tới đây xin việc bình thường thì liệu hai cô có xin lỗi tôi không ạ? Cùng là một người ở vị trí khác nhau, sao hai cô lại có cách ứng xử khác nhau vậy hả? Chúng em công ty á cần người tài nhưng mà cũng cần người có đức nữa. Các cô như thế này á thì bộ mặt công ty á để ở đâu hả? Anh Hiếu. Dạ thưa anh, em không biết hai cô ấy đã làm chuyện gì nhưng mà trong chuyên môn hai cô ấy làm việc rất là tốt ạ. Có điều đôi khi hành xử không đúng mực và xử lý tình huống thiếu tinh tế. Ý của em là... Dạ thưa anh, trên cương vị là người quản lý của hai cô ấy, em mong anh cho hai cô ấy cơ hội lần này. Dạ. Dạ em xin lỗi. Dạ em xin lỗi anh. Thôi được rồi, tôi sẽ không đuổi việc hai cô. Nhưng mà tôi mong á là hai cô sẽ rút kinh nghiệm để thay đổi tích cực hơn trong công việc lẫn cả cách ứng xử ngoài xã hội nữa. Ừ,
Dạ, dạ. Em cảm ơn anh. Còn Hiếu, em mở ngay cho anh một lớp văn hóa doanh nghiệp và tạo điều kiện để tất cả các bạn nhân viên tham gia ngay trong tuần sau. Dạ ha. Còn gì nữa? Dạ. Không, bọn em ngưỡng mộ chủ tịch thôi mà. Anh không những không đuổi việc bọn em còn lấy lòng nhân nghĩa, báo oán nữa. Nên là... Vậy hả? Sao mà tôi thấy giống trong phim kiếm hiệp quá à? Ấy dạ, tại vì em là fan kiếm hiệp ấy mà. Ấy dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta trồng trần với thầy thật lớn có được không? Bây giờ cô cũng sao? Đôi gì cô bao nhiêu? Hả? Anh định đền hả? Anh nghĩ anh đền nổi chắc. Dù á vợ anh có đưa tiền cả tháng cho anh á, cũng không có đền nổi cho vợ tôi đâu. Nếu tôi á là người bình thường tới đây xin việc thì liệu hai cô á? Ấy là em lỡ em cười. Tại mấy ông một cái hai đó Vũ đừng có chỉ tay em nhé. Ờ chỉ giống như đang đi hát này đó. Ờ một hai ba quay. Ấy dạ, sao hai cô nói chuyện giống như đầu phim kiếm hiệp quá vậy hả? Ấy dạ, tại vì tụi em là fan của kiếm hiệp ấy mà. Ấy dạ, vậy thì bây giờ cho một tràng pháo tay có được không? Ok, đẹp. Đó, rồi.